Xin chào tất cả mọi người nha. Lời đầu tiên thì mình chúc mọi người sẽ có một ngày mới vui vẻ và có những phút giây thư giãn cũng như thông tin bổ ích khi xem video của mình. Và như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tìm hiểu giống tiêu có năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh khá là tốt nha mọi người. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng lên đường thôi nào. Đây là vườn tiêu của em nha mọi người. Vườn tiêu này thì em đã quay rất là nhiều lần cho mọi người rồi. Từ mùa khô và bây giờ đã đến giữa mùa mưa rồi. Cái vườn tiêu này thì chủ yếu là tiêu Vĩnh Linh nha mọi người. Tại hồi xưa lúc trồng là tiêu nó đang có giá ấy, cho nên là cứ có dây là trồng thôi, chứ cũng không quan trọng là tiêu gì đâu. Hồi xưa là em chủ yếu là cắt trên những cái điều mọi người. Hồi xưa ở đây là cà phê này, cà phê xem với điều thôi, chứ không có tiêu đâu. Tiêu chỉ trồng trên những cái điều thôi. Nhưng mà giờ điều nó bị sâu đục chết hết rồi, nên là giờ cũng bỏ điều thôi. Cà cũng bỏ luôn mọi người. À, gốc cà này. Do là trong tiêu ấy, nó dợp quá mọi người. Em trồng trên cây trụ sống ấy, nó dợp quá nên là cà nó cũng không năng suất đâu, nên nó cũng chặt bỏ. Em thì canh tác theo kiểu hữu cơ nha mọi người, tức là để cỏ ấy. Cành buồng chặt xuống là cứ tấp vào gốc thôi. Đó, như vậy là khá là ok đấy. Đây là tiêu Vĩnh Linh nha mọi người. À, quả bữa nay cũng bắt đầu khá là bự bự một chút xíu rồi. Đó, chủ yếu là đường trên thôi mọi người, chứ đường dưới nó cao quá. Đường dưới nó cao cho nên quả đường dưới nó hơi kém. Đó. Bác nào mà làm tiêu nó thấp thấp một chút ấy, thì nó ra đều hơn, đều từ trên xuống dưới hơn. Chứ của em để cao quá là nó tập trung ở trên hết rồi, chứ ở dưới ít lắm. Ok, đây chủ yếu là Vĩnh Linh thôi. Bây giờ thì em sẽ đi tại cái giống tiêu này. Đây, nó ở dưới này rồi. Cũng có khoảng độ vài chục trụ thôi mọi người, vì nó ở ngay cái điều ấy, với lại nhân được một ít giống ra cái cây muồng này nữa. Hồi xưa mà có là cắt rồi. Đây là cây muồng nha mọi người. Đó, đây chính là cây tiêu, cái giống tiêu mà quả khá là ok rồi. Giống tiêu này không biết chỗ các bác gọi là chỗ tiêu gì, nhưng mà chỗ em thì gọi là tiêu châu nha các bác. Không phải là giống tiêu gì xa lạ đâu. Tiêu châu đây. Đó, chuỗi của nó thì khá là dài đấy. Đói, khá là phê luôn. Đây là trên cây điều nha các bác. Nhưng mà rất tiếc là cây điều nó bị chết rồi. Đúng là tiêu điều. Không tiêu chết thì điều cũng chết thôi. Đấy, trụ này chắc cũng nó cũng phải 17, 18 năm rồi đấy các bác ạ. Trồng từ hồi em còn học cấp 1 cơ. Mà bây giờ đã mấy chục tuổi rồi, gần 30 rồi. Ok, đây chính là giống tiêu châu mà em muốn giới thiệu cho các bác đây. Nhiều bác trong vườn chắc chắn là sẽ có cái loại tiêu này rồi. Nhưng mà tiêu loại này thì quả thì khá là ok đấy, nhưng mà để cho nó ra bông thì cũng là cả một vấn đề đấy các bạn, bởi vì nó khó ra bông lắm. Giống tiêu châu này thì chuỗi của nó cũng không dài bằng Sri Lanka đâu nha các bác. Nó chỉ dài hơn Vĩnh Linh một chút thôi. Nhưng mà cái gem của nó thì nó sẽ nặng gem hơn là Sri Lanka, nhưng mà sẽ nhẹ hơn là Vĩnh Linh rồi. Vĩnh Linh gem của nó lúc nào cũng chuẩn rồi. Gọi là tiêu châu vì nó khá là khỏe nha các bác. Chống chịu sâu bệnh khá là ok luôn. Như những cây này thì trải qua gần 20 mùa mưa rồi mà nó vẫn còn ok như này là đến nỗi mà cây điều nó chết luôn mà nó vẫn còn chưa chết là khá là ổn đấy. Sức chịu đựng của nó khá là tốt đấy. Cái quy trình làm bông thì về tiêu Vĩnh Linh thì em cũng đã giới thiệu cho các bác rồi đấy. Còn cái thằng này thì nó khó hơn Vĩnh Linh một chút là sau khi thu hoạch ấy, là chúng ta phải thứ nhất là nếu các bác nào trồng trên cây trụ sống ấy là phải cắt tỉa rất là thông thoáng luôn. Nếu như mà cái trụ nào cao quá ấy, mà dợp quá ấy, là phải cắt bớt ở đường trên luôn cho nó có nhiều ánh sáng ấy các bác. Đặc điểm của thằng này là sau khi thu hoạch là rất là cần ánh sáng luôn này. Đây này, như cái những cái chỗ này nó bị dợp với các bác. Đây, hai cái trụ
hai cái chỗ nó gần nhau quá này là nó bị dập này. Cho nên là quả nó sẽ kém hơn cái chỗ có ánh sáng mạnh này. Chỗ ánh sáng mạnh thì quả cũng phải gọi là bao phê luôn. Đó, quả chất luôn. Đó, cho nên là quan trọng nhất là sau thu hoạch là chúng ta sẽ cắt cành cây trụ sống thông thoáng. Nói chung là cần nhiều ánh sáng càng tốt ạ. Thứ hai là ép nước nữa. Ép nước thì hình như thằng này mùa khô không cần phải tưới đâu nhé các bác. Mùa khô thằng này chắc thằng Vĩnh Linh thì 20 ngày chứ thằng này chắc phải cả tháng. Khi nào héo rũ thì chúng ta mới cho nó một ít nước thôi. Đó, cho nên là sau khi thu hoạch là cứ thông thoáng và cắt nước mạnh hơn Vĩnh Linh. Và đặc điểm quan trọng nữa là khi mà nó đến mùa mưa rồi các bác, lúc làm bông ấy là chúng ta phải cung cấp nước liên tục. Cung cấp nước nói chung là nước nó phải gấp đôi thằng Vĩnh Linh luôn đấy. Lúc khô thì khô nhưng mà lúc nước là phải cần rất là nhiều nước nha các bác. Đó, đây cũng là một trụ tiêu châu nữa nha các bác. Đây, nó cũng nằm trên cây điều luôn này. Cái trụ này thì nó nằm ngay dưới mương luôn các bác. Đây là cái quả đồi nha các bác. Quả đồi này thì hôm sau em sẽ quay ở trên cao cho các bác coi. Đồi này cũng khá là cao đấy. Còn đây là cái mương, bao nhiêu nước nó dồn hết xuống đây đấy. Cho nên là cái chỗ này là trồng tiêu châu là đúng bài luôn, bởi vì chuỗi nó khá là dài. Rồi. Cái thằng này thì hồi trước năm 2016 các bác, nó bị chết ấy. Nhưng mà em khắc phục nó nên bây giờ nó mới trồi được như thế này này. Còn cây điều thì nó cũng chết luôn rồi. Đó, nhìn khá là chất, khá là xanh ấy. Ok, như vậy là cái video giới thiệu cho các bác cái giống tiêu châu này cũng sẽ kết thúc ở đây thôi nha các bác. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.